Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có một người đang thả diều trong một khung cảnh thời tiết thật là xấu. Anh ta đứng như vậy và ngước mắt lên, tay anh ta giật như vậy và cứ đứng như vậy nhìn. Mấy người đi xung quanh nhìn theo cái nhìn của anh ta và nói rằng ông nhìn cái gì vậy? Tại sao ông đứng lâu như vậy mà chơi cái trò gì? Ông nói rằng tôi thả diều. Người ta bảo đâu có nhìn thấy diều đâu mà thả. Ông nói rằng các ông không nhìn thấy, tôi cũng không nhìn thấy, nhưng tôi biết diều của tôi vẫn bay, bởi vì trong tay của các ông không cầm một sợi dây, còn tay tôi dây diều vẫn căng. Diều chưa đứt. Bạn có thể trong cuộc sống đi theo Chúa thấy tối om, thấy vô định, đi mà không biết đi đâu. Nhưng bạn hãy nhớ một điều, sự cầu nguyện của bạn và tác động của Chúa rất là nhẹ nhàng trên ngón tay của bạn, và Ngài muốn báo cho các bạn biết rằng diều vẫn còn tác động trên ngón tay của các con vậy. Hãy tiếp tục nắm chắc dây diều. Kinh Thánh có nói một câu chuyện là Chúa đi trước và Ngài đi vào nơi chí thánh, đặt ở nơi đó cái neo của linh hồn mỗi chúng ta. Ở trong mỗi một bến cảng, những con tàu lớn đi tới bến cảng đó muốn cập bến, nó phải đậu từ bên ngoài, sau đó thả một cái xuồng đi thẳng vào bên trong bờ, neo thật chặt, và sau đó dòng dây đi ra và kéo con tàu lớn đó đi theo sự chỉ dẫn của con xuồng nhỏ đó. Và con tàu cứ thế đi theo sợi dây để kéo vào sát bến cảng và buộc lại. Bạn ơi, có thể trong cuộc sống của bạn gặp những lúc bão tố, rông lớn, nhưng hãy nhớ một điều, kiểm tra lại sợi dây ở trong tay của bạn, đó là mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời. Chưa đứt đâu anh chị em, hãy tiếp tục bước đi khi tác động của Chúa trên đời sống của bạn. Chúng ta hãy vỗ tay cho các con chúng ta. Hallelujah. Amen. Yeah. Ai biết được chúng nó sẽ là ai sau này. Đây là những người lãnh đạo hội thánh và lãnh đạo đất nước sau này. Hãy trân trọng. Người Việt Nam chúng ta coi khinh trẻ con, coi khinh phụ nữ. Ơ chuyện bà già, chuyện đàn bà, ơ chuyện trẻ con nít không thèm nghe. Chúng ta không nên như vậy. Hãy lắng nghe, chăm chú. Amen. Tôi quay trở lại điều tôi đang phân tích. Vừa rồi chúng tôi đi công tác ở dưới miền Nam nước Đức, đi cùng với vợ, hai vợ chồng đang lái xe. Và đi ngang qua một cái thảo nguyên hay là một cánh đồng rất là lớn và nhiều những cột, những cái cánh quạt mà cắm ở ngoài ruộng đó, nó có cái cánh quạt quay như vậy, gọi là máy phát điện bởi gió. Tôi đang lái xe như vậy, vợ tôi nói rằng: anh ạ, báo Đức vừa rồi có viết rằng nhờ bão lớn mà nước Đức thừa điện. Tôi mới giật mình quay sang hỏi: em nói cái gì lạ vậy? Cô nói rằng báo Đức viết rằng nhờ bão lớn mà nước Đức chúng ta thừa điện. Nghe câu nói đó tôi giật mình và thấy rất là thuộc linh. Tôi bỗng nhiên liên tưởng tới những cơn bão trong cuộc đời của tôi và bạn. Cơn bão có thể hủy diệt rất nhiều nơi, có thể tốc mái nhà và làm nguy hại cho nhiều nơi. Nhưng nếu như bạn biết chuẩn bị đón bão, không phải là tránh bão, mà chuẩn bị đón bão, thì bạn sẽ biến bão trở thành thừa điện cho nước của bạn. Mọi người có amen không? Người không chuẩn bị đón bão thì sẽ phải tránh bão, và làm sao tránh được bão mà không thiệt hại. Philippines chết bao nhiêu con người, còn nước Đức này dạy chúng ta cách chuẩn bị trước, dạy chúng ta nhìn thấy trước những hiểm họa sẽ xảy ra. Họ không phải gió chiều nào che chiều ấy, nước đến chân mới nhảy. Họ dường như đi trước chúng ta nhiều bước. Họ không đặt niềm trông cậy vào một con người, mà họ đặt sự trông cậy vào khâu chuẩn bị và chơi đồng đội. Chả nhẽ nó không phải là bài học cho tôi và bạn ngồi tại đây sao? Nhờ bão mà nước Đức thừa điện. Đại bàng là một loại chim biết đón bão, không phải tránh bão. Quả chim chích và tất cả những loại chim khác luôn trốn bão, còn đại bàng luôn đón bão. Khi bão thổi mạnh, nó không bỏ chạy khỏi bão,
nó bay ngược trở lại đón bão ở dưới cánh bóng của nó. Và khi nó ôm trọn bão vào cánh của nó thì cơn bão đó đã nhấc đại bàng bay cao hơn cả những cơn bão đó. Và khi nó bay cao lên các tầng mây thì nó nhìn dưới bão đang thổi, nó nhìn thấy những con chim đồng loại của nó đang chạy trốn và bị bão xua đuổi, đập chúng nó vào cây, vào đá mà chết. Bạn và tôi là dòng dõi của đại bàng. Chúa Giêsu là đại bàng mẹ đã một lần hạ cánh xuống đây và đẻ ấp chúng ta và dạy chúng ta cách bay. Bởi vậy cho nên hỡi những con cái Chúa tại đây, đừng ảo tưởng và mơ hồ tin Chúa là cuộc sống bạn sẽ dễ dàng hơn. Không, Chúa nói rằng con đường rộng thanh thang nhiều người đi dẫn vào chỗ chết, còn con đường dẫn tới sự sống thì đường hẹp vô cùng. Đường hẹp nói rằng cuộc sống đi theo Chúa không phải đơn giản. Ai nói rằng chỉ có những kẻ yếu mới cần đến Chúa Giêsu? Tôi đồng ý. Những kẻ yếu mới cần Chúa Giêsu, nhưng khi vào với Ngài rồi, đi theo Ngài, Ngài khiến kẻ yếu trở thành kẻ mạnh. Câu nói Chúa dạy, ai tát má phải đưa nốt má trái cho họ tát luôn, đừng chống cự lại kẻ dữ mà thắng được kẻ dữ. Câu nói đó, kẻ yếu không sống nổi. Câu nói đó, chỉ có kẻ mạnh mới có thể không trả thù những kẻ ác. Người ta tát má phải, kẻ yếu làm sao mà không trả thù? Chỉ có kẻ mạnh mới không trả thù thôi. Còn kẻ yếu, bạn đã bao giờ thấy đứa trẻ con ra đá đít bạn chứ? Trẻ con nó còn biết trả thù, huống chi là bạn. Còn người lớn, người trưởng thành, người mạnh, tại sao họ không trả thù? Bởi vì họ đã thắng được họ. Bạn ơi, kẻ thù lớn nhất lại không phải là cái kẻ thù của bạn, mà kẻ thù lớn nhất lại là bạn. Mà thắng được nó mới là kinh hoàng. Người ta thắng được một nửa thế giới này, nhưng Hitler đó, Saddam Hussein đó, đâu có thắng được bản thân mình. Chính con người đó là con người mặc cảm từ bên trong, cuộc sống cô đơn. Và chính sự cô đơn đó mà họ không vượt ra khỏi được. Họ đã dùng quyền lực của mình để hãm áp những người khác. Chiến thắng mình mới là điều thách thức mỗi chúng ta. Amen. Bởi vậy cho nên chúng ta mới cần tới Chúa là như vậy. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần đến Chúa là như vậy. Chúng ta đang sống thời đại công nghiệp và thông tin. Đang sống trong thời đại công nghiệp và thông tin. Bạn được nghe thấy một loạt những điều hiện tại bây giờ là mốt của cả thiếu niên, thiếu nhi và người lớn sử dụng. Nó có mang tên đầu tiên luôn là từ ai? iPhone, iPad, iPod, ai. Tất cả những cái ai đó đang nói về tôi. Tôi tự, tôi muốn, tôi cần, tôi là tôi. Mọi người phải cho tôi vì tôi và bởi tôi. Cho nên nó mới có cái từ iPad, iPhone và iPod. Là I am, I. Và vì nó là cái mốt thịnh hành, cho nên bắt đầu chúng ta đánh mất nhiều thời gian trong mối quan hệ với người khác. Bởi vì chủ nghĩa I đó, chủ nghĩa tôi đấy, nó đã làm chúng ta không muốn dành thời gian cho người khác. Bởi vì tính ích kỷ của bản thân mình. Bạn đã bao giờ nhìn con bạn chơi iPad chưa? Nó chơi một hồi xong rồi bạn nói rằng đi đánh răng. Nó dường như là một con người khác vậy. Mà chỉ cần giật con bạn đi ra ngoài vườn chơi 15 phút thôi, nó lại trở lại nhẹ nhàng, tươi tỉnh. Còn dường như chơi điện thoại, chơi trò chơi, nó trở thành một con người hoàn toàn khác, bực bội và dễ cáu bẩn. Và khi kéo nó ra khỏi, như là dứt cơn cay vậy, nó bực tức và căm thù những người kéo nó ra khỏi cái nghiện đó. Thời đại công nghiệp và thông tin đã khiến chúng ta đánh mất mối quan hệ. Chúng ta dồn nhiều sức vào công việc, mục tiêu và hiệu quả, và mối quan hệ và thành công trở thành cạnh tranh với nhau. Chúng ta không có thời gian với vợ, không còn bữa cơm chiều khi gia đình ngồi ăn uống chung với nhau.
các con chúng ta nó đánh mất văn hóa gia đình rồi. Chỉ ngồi ăn quán, ăn nhanh, mì ăn liền, ăn McDonald's. Thời gian chuẩn bị đồ ăn trong nhà không còn nữa. Và bắt đầu hôn nhân từ đó, chúng ta gieo vào con của mình. Mà tại sao bây giờ thế hệ 8X, 9X hôn nhân đổ bể nhiều là như vậy? Con người đã biến thành con số. Đến hội thánh cũng vậy. Người ta không còn tôn trọng con người với con người nữa, không còn cái bắt tay thân thiện nữa, mà bắt đầu họ đếm người, nhìn con người là những con số. Tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần phải điểm quân. Nhưng tôi muốn nói rằng, dù bạn có điểm quân, nhưng đừng bao giờ nhìn người ta là con số. Có một vị chỉ huy gọi điện thoại ra tiền tuyến nói rằng, thế nào? Quân còn lại bao nhiêu? Chết bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Người ta hỏi, người ta trả lời rằng, chúng tôi còn khoảng gần 1.000, chết khoảng 12.000. Chết khoảng hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người. Cái con số di dịch sao mà nhiều thế? Họ đâu có biết được rằng một mạng đó, mẹ của anh ta đã đẻ đau như thế nào mà họ lại báo cáo chết hơn 10.000. Dường như dịch chuyển mấy ngàn người đó không phải là cái mà họ cần lo. Cho tôi thêm gần 20.000 người nữa đi. Con người trở thành con số. Và bắt đầu con người làm việc với nhau, biến con người trở thành những cỗ máy vô cảm. Vừa rồi giáo sư, một đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng đã nói rằng người Việt Nam chúng ta bị mắc một số cái bệnh, cái tật tham tiền, vô cảm và hèn nhát. Chúng ta nhìn thấy một cái ô tô bị đâm ở ngoài đường, một đám đông xung quanh nhìn xem là ai chết, ai sống, máu chảy như thế nào. Nhưng mà công an đến hỏi ai có thể làm chứng trước tòa xem người này đúng người kia sai. Tôi không muốn. Người ta sợ trách nhiệm. Vừa rồi tại Trung Quốc có một câu chuyện thảm thương lắm. Một người thương gia đi xe ô tô về nhà thăm mẹ. Cách nhà mấy km thấy một người đàn bà bị tai nạn, mà người ta đâm xong rồi vứt ở vệ đường. Đi qua anh đàn bà vẫn còn đang cử động. Nhưng mà ông này đó, thôi bỏ qua, phóng về thăm mẹ mình cho nó sớm. Sự vô cảm và sợ phải đối diện với pháp luật. Người thanh niên Trung Quốc thương gia đó đã phóng thẳng xe về nhà. Về nhà không thấy mẹ ở nhà. Hỏi thăm một hồi, người ta bảo là mẹ đi đón mày ở ngoài đường đó, mặc cái bộ quần áo nào, bảo mặc màu xanh như vậy. Ông lập tức quay xe phóng thẳng ra cái chỗ người đàn bà bị tai nạn và đưa mẹ mình đi cấp cứu. Đến bệnh viện người ta nói quá muộn. Sự vô cảm của người thanh niên đó đã giết chết mẹ của mình. Nếu anh ta dừng xe lại cấp cứu người đàn bà đó, mẹ của mình đã được chữa chạy. Bởi vậy cho nên hỡi con cái Chúa tại đây, tôi chuẩn bị một bài giảng khác, nhưng tôi muốn nói với anh chị em, đừng có vô cảm. Đừng vô cảm trước nỗi đau của người khác. Nếu họ khóc, có nghĩa là họ thực sự đang đau đớn. Tại sao bạn không dừng lại để trò chuyện? Nếu họ có một nỗi đau, tại sao chúng ta không dừng lại một số công việc, dù nó là lớn thế nào đi chăng nữa? Đức Chúa Trời có nhiều việc bận lắm, nhưng vì nỗi đau của tôi và bạn, Ngài đã từ trời xuống trần gian, nhúng tay mình vào tội của tôi và bạn để cứu. Có những giáo chủ, họ thấy cuộc đời là một bể khổ, họ ngồi khoanh chân, nhắm mắt, coi như không thấy gì, đến ngày hôm nay. Còn Chúa của tôi và bạn, Ngài mở mắt, đi xuống trần gian này, để đưa tay của Ngài, nắm tay của bạn và tay tôi kéo ra khỏi bùn. Bởi vậy cho nên, đừng vô cảm. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, chúng ta không thể vô cảm được. Vì cuộc sống nó ảnh hưởng tới nhịp độ, cho nên con người chúng ta đánh mất nụ cười lâu lắm rồi. Có những người không còn cười được nữa. Có những người không biết nụ cười đánh mất ở chỗ nào. Cái tay bắt mặt mừng những buổi đầu tiên gặp nhau đâu còn nữa. Họ gặp nhau bây giờ là toàn bàn công việc thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Trong hội thánh cũng vậy. Sách Khải Huyền đoạn 2, đó là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta tại đây. Khải Huyền đoạn 2, từ câu số 3 trở đi, lời Chúa nói rằng ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.
Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Vất vả làm lụng trả giá không phải là tội, nhưng cái vấn đề ở chỗ là bắt đầu khi bạn làm nhiều việc và vất vả, bạn đã đánh mất tình yêu đối với những đối tượng mà bạn phục vụ. Chúa nói ta nhớ sự trả giá của ngươi, ta nhớ sự chịu khổ của ngươi. Chúa nói với những người vợ rằng ta biết được tấm lòng của con đối với chồng và con của mình. Con vất vả tất tả từ sáng sớm đến tận khuya, nhưng con ơi, cái miệng của con này đã sổ toẹt tất cả những việc mà con làm cho chồng và con của con. Bạn hỏi cái miệng là thế nào Chúa? Đấy, con cứ để cái máy nghe ghi âm ở cổ xem, trước khi đi ngủ bật lại mà nghe. Và khi bạn bật lại bạn nghe, bạn mới phát hiện ra rằng lời của bạn ca thán nhiều quá. Thế ra bạn mới hiểu rằng có nhiều khi chồng bạn ăn mì tôm mà còn ngon hơn cả bữa cỗ. Vì sao? Người ta bây giờ không còn phải ăn no mặc ấm nữa, mà người ta thích ăn ngon. Mà ăn ngon đó liên quan tới tâm trí chứ không phải là cái miệng. Nếu như đầu mà bị tra tấn liên tục thì nhai làm sao nổi cái món ngon mà bạn làm. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau thay đổi thái độ, quan trọng hơn miếng ăn. Bắt tay của bạn như thế nào quan trọng hơn đồng tiền mà bạn sẽ cho họ vay. Mối quan hệ quan trọng hơn. Người ta sẵn sàng bỏ tiền đắt hơn một chút đến mua một cái vé của một hãng hàng không này, bởi vì ở đó có nụ cười không phải trả giá. Họ sẵn sàng bỏ không mua vé ở hãng hàng không rẻ, bởi vì ở đó người ta coi khách hàng giống như kẻ ăn xin. Cái đó là cái sự khác biệt giữa văn hóa phục vụ của người Việt Nam với của người Nhật Bản và Hàn Quốc. Hỡi những con người đang bán hàng ăn tại đây, hãy nở nụ cười nhiều hơn. Amen. Tại sao có những người cách xa bạn 40 km vẫn phóng xe tới với bạn để ăn? Bạn hỏi rằng thế không có chỗ nào ngon hơn chỗ tôi sao? Họ bảo có nhiều chỗ. Thế bạn hỏi rằng thế không có chỗ nào rẻ hơn chỗ tôi sao? Có nhiều chỗ. Thế tại sao ông lại vẫn đến chỗ tôi? Họ trả lời rằng bởi vì không phải ở đâu cũng có thái độ phục vụ như ở đây. Mà thái độ phục vụ lại không phải đến từ trường lớp dạy đâu, bởi vì cười ngoại giao người ta biết được, cười từ lòng người ta cũng biết được, bắt tay hời hợt người ta cũng biết được, mà bắt tay thật chặt từ tấm lòng người ta cũng cảm nhận được. Có ai đã nói rằng đến con chó còn biết ai ghét nó, ai yêu nó, huống chi là tôi và bạn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần phải thay đổi. Hallelujah. Làm móng tay chẳng hạn, có nhiều khi kỹ thuật ở nơi khác hay hơn kỹ thuật của bạn. Nhưng mà tôi nói thật nhé, có một điều không thể học được, đó là thái độ phục vụ. Nó phải ở trong bản chất con người cơ, chứ không phải là nói ra miệng, mà nó phải từ bên trong. Sự phục vụ ấm áp và mát mẻ đó nó phải đến từ bên trong. Cái đó bạn có, bạn cần phải được trang bị và thay đổi. Tôi muốn bạn phải trở thành người thành công trong thương trường mà bạn đang ở. Hãy thay đổi cách phục vụ của bạn. Amen. Tình yêu rất là quan trọng. Sách Roma đoạn 12, đó là bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em. Tình yêu thương và sự đón tiếp nhau. Ai muốn hội thánh 300 người đến 1.000 người tại đây, giơ tay tôi xem nào. Tôi cũng rất muốn. Nhưng nói thật nhé, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được con số đó nếu như chúng ta không thay đổi. Tôi không thể giảng hay hơn để mà giữ người. Chúa không thể mà gồng mình để làm quyền năng hơn để thêm người. Không, Chúa không làm gồng người như vậy. Bài giảng hay cũng không thêm người đông hơn đâu. Cái mà người ta ở lại, cái mà người ta tiếp tục là thái độ tình yêu, sự quan tâm của chúng ta đối với họ. Hallelujah. Sách Hebrew đoạn 13 câu 1 đến câu 2. Vì buổi nhóm đầu tiên thành ra ban kỹ thuật chưa thể làm tốt được trong nhiều khâu, chúng ta thông cảm cùng nhau nghe lời Chúa mà không có trên màn hình hôm nay. Hebrew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 2. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta như sau: hãy hằng có tình yêu thương anh em.
chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy có tình yêu thương với nhau. Nhiều khi bạn tiếp khách, mời người đó vào nhà, bạn tiếp thiên sứ mà không biết. Tất nhiên phải có sự khôn ngoan, chứ bạn tiếp đại người ta vào, sáng sớm tỉnh dậy thiên sứ biến mất, TV của bạn cũng biến mất luôn thì nguy hiểm. Thiên sứ đó trong quả kép. Cần phải khôn ngoan. Amen anh chị em. Chúa nói rằng ta đưa các con vào thế gian này như cày chiên giữa bầy muông sói. Hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu. Cả hai khía cạnh đó phải luôn luôn song song tồn tại trong chúng ta. Vừa khôn ngoan mà lại vừa cần phải mềm mại và yêu thương. Nếu chỉ có yêu thương mà không khôn ngoan thì người ta bảo con cái Chúa ngu, dễ bị lừa. Nếu như chỉ khôn ngoan mà không có tình yêu thương, người ta bảo con cái Chúa là khôn lõi. Cả hai phải là hai mặt của một đồng tiền thì đồng tiền đó mới có giá trị. Và lời Chúa nói rằng hằng có tình yêu thương anh em và chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Một đoạn kinh thánh thứ hai, sách Roma đoạn 2, đoạn 12. Hallelujah. Có một lần một nhân vật trong kinh thánh đã nhờ tiếp khách mà cứu được cả nhà mình thoát chết. Đó là Lot. Hai thiên sứ xuất hiện trong thành phố Sodom. Mà trước đó Chúa nói rằng ta sẽ hủy diệt thành phố này. Thành phố Sodom loạn luân, thành phố Sodom đồng tính luyến ái, thành phố Sodom không có một cái tội gì không ở trong Sodom Gomorrah. Chúa nói hủy diệt thành phố này. Abraham cầu nguyện thay, và hai thiên sứ xuất hiện trong thành phố đó. Lot là một người rất có ơn tiếp khách, đã mời hai thiên sứ vào nhà của mình. Và hai thiên sứ nói là không, ta ngủ ngoài đường. Nhưng Lot biết rằng hai con người này đẹp trai như vậy ở ngoài thành phố ban đêm chắc chắn sẽ bị bọn đàn ông trong thành phố này hiếp dâm. Mọi người hiểu không? Kinh Thánh chép đấy. Bởi vì toàn người nam tới đòi hai người đó ra phục vụ chúng ta tối nay. Loạn luân như vậy đó anh chị em. Lot đã mời hai người đó vào nhà, và chính là thiên sứ đã ra một cái lệnh chạy nhanh ra khỏi thành phố để cứu mạng sống của mình, và nhờ tiếp khách mà thoát chết. Amen. Một đôi vợ chồng nọ người Mỹ chờ đợi con của mình đi chiến tranh ở Việt Nam về, đợi mãi đợi mãi đợi hoài, và cuối cùng nhận một lá thư. Trong lá thư nó viết rằng: bố mẹ ơi, con đã về an toàn. Còn trước khi về nhà, con muốn hỏi xin bố mẹ một điều. Con có một thằng bạn chí thân cùng đơn vị, nó cụt hai chân, con muốn đưa nó về nhà nuôi, bố mẹ nghĩ sao? Họ viết lá thư ngược trở lại theo địa chỉ, nói rằng: thưa con à, nó là bạn thân của con, một năm mình tiếp nó một vài lần là ok rồi. Bố mẹ cũng già, con cần phải lấy vợ xây dựng gia đình, thôi để cho nhà nước nuôi. Nó cụt chân hai chân như vậy thì bê bác nó đến cả đời à. Thôi để cho nhà nước nuôi, con cứ về đi, rồi chuyện đó tính sau. Có thể mời nó một năm một vài lần đến nhà, nhà mình không tiếp được những người cụt chân như vậy đâu con ạ. Gửi lá thư xong, họ nhận được một cái tin nhắn sau đó mấy ngày: xin ông bà hãy đến đón xác con của mình tại bến cảng này trong nhà xác như vậy. Ông bảo tại sao nhỉ? Tại sao một lá thư của mình từ chối con, từ chối thằng bạn mà nó lại từ tại sao? Chưa gặp con thì con đã chết. Nó không phải chết ở chiến tranh Việt Nam mà chết tại nước Mỹ này. Họ cấp tốc đi máy bay tới cái cảng đó, đến nhà xác theo địa chỉ. Họ chỉ vào con người đang nằm phủ khăn, người ta kéo mặt: đây đúng thằng con không? Và đúng. Họ kéo thêm nữa để xem thân thể nó cụt hai chân. Nó bị cụt hai chân. Họ đã từ chối cái con người cụt chân đó, không phải thằng bạn của con mình mà lại chính là con của mình. Họ vô tình, họ sử dụng cái vô cảm của họ đã đẩy con của họ vào chỗ chết. Nó chết không phải vì đạn của Việt Cộng bắn, nó chết bởi vì chính bố mẹ nó đã bắn nó, bởi vì lòng vô cảm. Sách Roma đoạn 12. Chúng ta thấy sự vô cảm kinh hoàng không? Cái đây nhiều chục năm trước, tất cả dân Ấn Độ rất là chán về thuộc địa của Anh. Họ quyết định tìm một con đường để giải phóng đất nước của mình. Một người đàn ông nọ mà nay được gọi là người cha của cả dân tộc Ấn Độ,
Thánh Gandhi, Nehru Gandhi. Ông đọc Kinh Thánh và phát hiện ra rằng trong cuộc Kinh Thánh này chỉ ra một con đường mà có thể mang tới độc lập. Đọc xong ông nói rồi, đây là điều mà dân tộc Ấn Độ cần đấy. Ông tìm kiếm và phát hiện ra một hội thánh Anh Quốc Tin Lành. Buổi sáng Chủ nhật nọ, ông chống gậy đi tới nhà thờ Tin Lành. Ông đến cửa nhà thờ chuẩn bị bước vào, ông nhìn thấy ở ngoài cổng nhà thờ có một cái bảng viết dòng chữ rằng: Hội thánh Tin Lành của Chúa Giêsu chỉ dành cho người da trắng, không được vào đây chó và người Ấn Độ, cấm chó và Ấn Độ vào đây. Ông đọc dòng chữ đó, ông chống gậy quay ngược trở lại và nói rằng: Hội thánh không dành cho chúng ta. Lời Chúa có thể sử dụng được, nhưng dân tộc Ấn Độ sẽ không đi vào trong hội thánh đó. Ông đã sử dụng nhiều điều trong Kinh Thánh và cuối cùng đã giành được độc lập của nước Ấn Độ. Nhưng cho tới bây giờ, 1 tỷ 100 triệu người Ấn Độ chưa được biết hết về Chúa Giêsu. Nếu như ngày hôm đó cái bảng quái gở kia không có tại nơi đó, thì một đất nước hơn 1 tỷ người ngày hôm nay sẽ ra sao? Nhưng vì cái bảng đó, sự vô cảm đó đã đẩy một dân tộc đi xa hơn khỏi thiên đàng. Bạn có học được bài học đó hay không? Hãy quay sang người lân cận nói rằng: tôi học được bài học này. Sách Roma đoạn 12. Tôi xin đọc cho anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta từ câu 9 trở đi: lòng yêu thương phải cho thành thật, không giả dối. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Lòng yêu thương không bao che lỗi. Hãy mến sự lành, gớm sự dữ, không ngồi chung của những kẻ nhạo báng, không đi chung con đường kẻ ác, không cùng với những người khác lấy đá ném người công bình, không chơi hội đồng, không chơi a dua đám đông, không chơi hội chứng bầy đàn. Đó là điều mà người châu Á hay dùng. Có muốn làm việc ai đó, chơi cả hội đồng, kéo một cái đám người vào để đấu tố người đó. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, hallelujah, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Đây là 3 cái chân kiềng. 1, hãy vui mừng trong sự trông cậy. Thế nào là trong sự trông cậy? Khi mà Chúa phán với tôi rằng còn phải giảng tại sân vận động, năm 94 có người dọa để bắn chết tôi. Họ nói với người chấp sự rằng: về nhà nói với mục sư của mày, nếu mà ông ấy giảng để nhận lương của Mỹ nhá, thì né ngay. Còn nếu thực sự nó tin rằng Giêsu sống lại từ cõi chết quyền năng, thì cứ giơ cái mặt ra, sẽ có 2 người đến bắn nó vào ngày Chủ nhật tới. Ở bên kia là vô luật pháp năm 94 lắm. Và người chấp sự đến gặp tôi và nói rằng: mục sư ơi, Chúa khuyên chúng ta rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào, không biết lấy từ câu nào nhưng cậu nói với tôi như vậy. Tại sao mình khôn ngoan, hầu việc Chúa dài dài, mục sư ạ. Bây giờ ở Vũng Tàu rồi, tôi nghe cậu khuyên xong và thấy hợp với mình, vì tôi cũng sợ chết ý. Vợ thì chưa cưới, chưa có, bây giờ nó bắn chết thì đi đâu bây giờ. Thành ra nghe thấy cậu khuyên như vậy, nó cảm thấy hợp hợp với cái gì mà mình muốn né. Và tôi muốn chọc lên cái câu của cậu khuyên, thế là vì hội thánh khuyên tôi ấy nhá, còn không là tôi cứ dũng cảm đấy. Và tôi đành tiếp nhận lời khuyên của cậu và nhờ người khác giảng ngày Chủ nhật. Sau đó cầu nguyện với Chúa, Chúa nói rằng: không, con đã hèn nhát. Chúa cho tôi nhớ lại năm 93, ngươi còn phải giảng ở sân vận động nữa. Và nếu như điều đó chưa xảy ra, ngươi chưa thể chết được. Tôi hỏi, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là bắn cũng chưa chết được. Còn ra sao thì hồi sau sẽ rõ.
Và lúc đó tôi mới quyết định lấy lại người kia và lên giảng lại ngày Chủ nhật. Hội thánh hồi đó không đông như thế này, nó chỉ có hơn 20 người thôi. Thành ra hai người mặc áo da ngồi ở phía cuối hàng ghế đó là tôi biết là khách lạ. Tôi giảng một bài giảng ngắn nhất trong cuộc đời mục sư của tôi, vào bốc lửa nhất, không phải vì chú sức giàu mà giảng hình chân thi. Làm sao mà vận động thật là nhiều và nhanh để làm sao nó rút tay ra khỏi áo da một cái là mình có thể tránh được viên đạn. Lời Chúa nói hãy vui mừng trong sự trông cậy. Bạn ơi, hãy lắng nghe tôi nói này. Chúa cứu bạn không phải để cho bạn chết đâu. Thế giờ hoạn nạn đang xảy ra với bạn ở đây này. Bạn cần phải nhớ lại lời hứa của Chúa từ ngày đầu tiên bạn gặp Ngài. Và hãy vui mừng trong sự trông cậy đó. Dù nôn nan đề thế nào đi chăng nữa, hai vợ chồng tôi năm 2007 xách hai cái vali cùng với cậu con trai từ Nga đến Đức đấy, trắng tay sau bao nhiêu năm hầu việc. Ma quỷ nói thất bại chưa, không còn gì. Chúng tôi đứng và nói không, Satan, hãy lui ra khỏi ta. Ta vui mừng trong sự trông cậy. Chúa kêu gọi tôi một chức vụ thành cấp thì tôi bây giờ chưa phải là kết thúc chức vụ của tôi. Và hãy nói với ma quỷ và xác thịt của mình rằng hãy đợi đấy. Đó là chủ đề của bộ phim hoạt hình của Nga. Hãy đợi đấy. Sói, hãy đợi đấy. Tiếp theo lời Chúa nói rằng hãy nhìn nhục trong hoạn nạn, hãy đừng có đầu hàng. Michael Tyson, một người mà huyền thoại môn quyền Anh, ông nói một câu thật là hay. Cái thảm bại không phải là bị knock out. Cái thảm bại ở chỗ bạn có đứng lên sau mỗi một lần bị ngã hay không. Có nhiều khi những cú đấm mạnh vào mặt bạn choáng váng, nó lại giúp cho bạn sẽ tỉnh hơn lần sau bị đấm như vậy. Có những người thanh niên tại đây chơi thể hình, tập thể hình cho cơ bắp nó khỏe. Hai ba lần đầu tiên về nhà bắp ơi là bắp, cơ ơi là cơ, cái nào đi theo đường của cái đấy. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục tập, và càng tập nhiều thì cái cục tạ đó lần sau nhẹ hơn lần trước. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói hãy nhịn nhục trong sự hoạn nạn để bạn được dày dạn hơn. Tiếp theo, bên lòng mà cầu nguyện. Nếu bạn mất vui trong sự trông cậy, nếu bạn mất sự kiên nhẫn trong sự nhịn nhục hoạn nạn, thì hãy đến với Chúa cầu nguyện. Chúa ơi, hãy tiếp sức cho con, hãy tiếp sức cho con. Cái handy của bạn, cái điện thoại của bạn hết pin. Vì sao? Bởi vì phải sạc pin. Cái máy cạo râu của tôi bị hết pin. Mỗi một lần hết pin, nó mà cạo râu rất nhanh. Máy cạo râu mà rất râu, nó khổ lắm, lại phải sạc pin. Sự cầu nguyện là sạc pin. Sự cầu nguyện là sạc pin. Tại sao bạn buồn? Tại sao bạn chán nản? Vì đang thiếu cầu nguyện. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Tiếp theo, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước cho nguyện rủa. Nếu ai đó có một giáo lý rằng cần phải nguyện rủa người khác, nó không phải là giáo lý của Thánh Kinh. Lời Chúa nói rằng hãy chúc phước cho nguyện rủa. Hãy vui với kẻ vui. Hãy khóc với kẻ khóc. Bạn ơi, có những con người nó được thay đổi toàn bộ bởi vì một lời nói của bạn. Tôi nhớ cái ngày nọ đi đến hội thánh, đi trên metro tại Moscow, đang đứng, đang ngồi trong cái ghế đó, thấy có một cô trông rất trẻ và xinh. Đầu tiên tôi để ý cô là chỉ vì là cô gái trẻ và xinh thôi. Tôi cũng đàn ông mà. Cô đứng như vậy, tôi ngồi ghế đối diện và nhìn cái chỗ cô đang đứng, đang đọc kinh thánh, ngước lên nhìn cô, sau lại quay xuống đọc kinh thánh tiếp tục. Đang đọc kinh thánh như vậy, cô nhìn, cô đi xe, đi tàu như vậy, cô nhìn qua cửa sổ. Bỗng nhiên Chúa nói với tôi rằng hãy đứng dậy, lại gần người phụ nữ đó và nói: em ơi, đừng chết vội, cuộc đời còn đẹp lắm. Tôi bảo làm thế này hơi kỳ cục. Tôi chiến đấu với cái suy nghĩ, hay là vì mình thích cô này định tán, hay là Chúa phán. Con tàu cứ tiếp tục đi, và lời đó không ra khỏi lòng tôi. Hay dừng lại, không đọc kinh thánh, đứng dậy, lại gần cô đó, cô chỉ đứng cách tôi khoảng gần 3 mét thôi. Tôi ngồi ghế, cô đứng ở gần cửa. Tôi đã đứng dậy, lại gần, nói xin chào cô. Tôi không hề có một ý xấu gì với cô đâu. Tôi chỉ cần muốn nói với cô rằng,
đừng chết vội, cuộc sống còn đẹp lắm. Cô nhìn tôi như vậy, đang nhìn ở ngoài cửa, cô nhìn tôi không nói được. Sau đó tàu dừng lại ở bến sau, cô bước ra và cố ý nói với tôi đi ra cùng. Chúng tôi ngồi ở cái ghế đá ở cái bến metro đó. Cô kể lại rằng tôi đang có nỗi khổ, tôi vừa mới nạo thai, tôi là một sinh viên, tôi vừa nạo thai và khi về một vài ngày nằm ở đó, về đến nhà tôi bắt gặp người yêu của tôi ngủ với bạn gái của tôi ở trên giường của tôi. Và tôi đi ra ngoài, chạy ra khỏi, không hề mang theo đồ, đang đi ra ngoài ô để nhảy hồ, mà nơi đó tôi và bạn trai tôi đã tỏ tình với nhau tại nơi đó để chết. Tôi bảo wow, và cảm ơn Chúa, đúng thời điểm đó, đúng lúc đó, đúng con người đó, đúng cái toa tàu đó, tôi và cô ấy gặp nhau. Một lời khóc với người khóc, đau với người đau. Đừng chết vội, cuộc đời còn đẹp lắm. Cô đã tiếp nhận Chúa Giêsu tại metro đó. Tôi gửi đến Hội Thánh người Nga. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên bạn ơi, hãy để ý vào mắt của những người mà bạn gặp mỗi một ngày. Có thể đến Hội Thánh như vậy này, bạn có thể lại gần bắt tay một con người mà những ngày tháng trước họ cười tươi, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên trong con mắt của vị bạn già này bỗng nhiên thấy le lói một nỗi buồn. Chỉ đơn giản bạn hỏi trưởng lão Vượng ơi, có cái gì buồn không? Một câu hỏi như vậy thôi khiến cho tấm lòng của người già này được thay đổi. Bạn hãy thử mà xem, câu nói đó, sự hỏi thăm đó không mất gì của bạn hết, chỉ mất đúng 30 giây của bạn dừng lại, một cái bắt tay, một sự hỏi han thôi. Amen. Amen anh chị em. Người ta thiếu nhiều thứ, nhưng có một cái điều người ta thiếu mà bạn có luôn luôn. Có nhiều cái người ta thiếu mà bạn cũng thiếu, nhưng có một điều mà cả nhân loại này thiếu mà bạn lại có. Chỉ có cái bạn có muốn cho họ hay không mà thôi. Điều thứ nhất, đó là sự quan tâm của bạn. Điều thứ hai, đó là Chúa Giêsu ở bên trong bạn. Họ cần Giêsu anh chị em. Một con người thanh niên đẹp trai mà nhảy rất là đẹp tại Moscow, 3 tháng liền không ngủ vì vợ bỏ, đến gặp gỡ tôi trò chuyện, nghe mà hồi có bảo không cần Chúa Giêsu. Tôi mọi chuyện tôi nói rằng em ơi, 3 tiếng đồng hồ mục sư nói chuyện với em có thể quên hết thầy những gì mục sư nói và quên luôn tên của mục sư cũng được. Nhưng hãy nhớ một điều, đừng bao giờ quên danh của một đấng có tên là Giêsu. Khi nào khổ nhất, lực bất tòng tâm, cái chỗ khốn cùng nhất, kể cả trong tù, hãy la lên rằng Giêsu hãy cứu tôi, thì chính đấng đó sẽ giúp đỡ em. Và chúng tôi chia tay. Nó đã đi buôn bán thuốc phiện và đã bị bắt vào tù. Sau đó bị tai nạn, vỡ mất một nửa hộp sọ. Nhưng cậu đó đã la lên danh Giêsu. Vừa rồi có viết tin nhắn cho tôi từ Việt Nam sang. Nó không hiểu cách nào tìm được tôi qua. Bởi vậy anh chị em ơi, chúng ta có một điều mà người Việt Nam đang cần, đó là Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ lo mình, chớ lo mình là khôn ngoan, chớ cho mình là khôn ngoan. Đừng coi mình là cao hơn người khác. Vừa rồi bạn có nhìn thấy ban tôn vinh hát không? Thiếu một người là ban tôn vinh bị trục trặc. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì cơ thể chúng ta được Chúa tạo dựng rất cân bằng. 5 ngón tay trên 1 bàn tay, thiếu ngón nào là nó bị thất hụt. Cơ thể chúng ta luôn có 2 bên cân đối nhau. Chúng ta học cách chơi đồng đội. Thiếu một người đánh trống là ban tôn vinh bị chập choạng. Thiếu một người đánh đàn là ban tôn vinh chập choạng. Thiếu một người hầu huyền tại đây là Hội Thánh có thể bị thất hụt. Bởi vậy cho nên hãy học cách tôn trọng lẫn nhau. Amen. Amen. Tôi có tay phải, tôi có tay trái. Bạn có tay phải, bạn có tay trái. Mà thường tay phải to hơn tay trái. Kiểm tra mà xem.
Vì sao? Bởi vì tay phải làm việc nhiều hơn, tay trái làm việc ít hơn. Nhưng mà khi tay phải ngứa chỗ này này, nó lại cần tay trái gãi. Amen. Nó làm được nhiều việc, nhưng khi ngứa nó đó thì nó phải nhờ tay trái giúp. Tay phải to, tay trái nhỏ, nó cũng là một điều dạy chúng ta hãy nhớ này. Chúa ban cho chúng ta những khả năng. Và nhớ một điều, bất cứ một khả năng nào bạn ít sử dụng thì nó càng ngày càng teo đi, nó càng ngày càng chột đi. Cho nên hãy xác định mình có ơn nào để phục vụ. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Anh chị em đã mệt chưa? Còn một chút nữa, tôi đọc một câu kinh thánh nữa, sau đó chúng ta kết thúc được không anh chị em? Sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 13 nói về tình yêu thương và sự tiếp đón lẫn nhau. Đây là câu kinh thánh mà nó trở thành bài hát. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhẫn nhục, nhân từ, xóa tan mọi hận thù, đem công bình vào nơi sai lầm, tội lỗi. Sách Công vụ sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 13 xin đọc cho mọi người nghe, sau đó chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh ngày hôm nay. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ mọi thứ mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có được cả đức tin đến nỗi rời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi. Ở đây có ba điều mà bạn cần phải để ý. Một, dù chúng ta có đủ các ân tứ mà không có tình yêu thương thì vô tích sự. Dù bạn có cả đức tin đến nỗi rời núi được nhưng không có tình yêu thương, không có sự nhân từ thì vô tích sự. Dù bạn thì thánh chết đó, có thể hy sinh cả gia tài của mình, bạn bán cả nhà để dâng cho công việc Đức Chúa Trời, nhưng nếu như chỉ để khoe mình, nếu không phải tình yêu thương thì hết thảy mọi công việc đó vô tích sự. Bạn xả thân hầu việc Chúa, bỏ hết mọi sự đằng sau, hy sinh cho con người. Nhưng có nhiều khi chúng ta hy sinh nhưng vì một lý tưởng khác chứ không phải bởi yêu họ. Có nhiều người hy sinh để hội thánh được đông người, có nhiều người tận hiến để con số trong hội thánh đông hơn, nhưng họ không yêu được một cá nhân nào đó cụ thể trong hội thánh. Người ta có thể hô khẩu hiệu tôi yêu tất cả mọi người, I love you so much, nhưng mà cụ thể về nhà thì quát vợ, đánh con, hàng xóm nhìn thấy người này là thấy né. Thì thử hỏi tình yêu thương đó đi đâu? Bởi vậy cho nên Chúa đo thành công của chúng ta bởi tình yêu thương. Dù có thể nói đủ các thứ tiếng, dù có thể có đức tin hô một cái quả núi này nhấc lên quẳng xuống biển, dù có thể dâng hiến bao nhiêu tiền bạc và cả hy sinh thân thể của mình, nhưng nếu không có tình yêu thương thì vô tích sự. Có nhiều kẻ mà cảm tử quân hay là tử thánh của những người Hồi giáo, họ đeo mìn vào người như vậy, họ nổ tung cả một siêu thị, họ đâu phải bởi tình yêu, họ làm bởi lý tưởng giết người ta để thánh chiến, vô tích sự. Tiếp theo lời Chúa nói về tình yêu thương, định nghĩa này: tình yêu thương hay nhịn nhục. Hãy nhắc lại tôi từ nhịn nhục. Tình yêu mà không nhịn nhục đủ thì đâu phải gọi là tình yêu. Tình yêu động tí là cái đó không phải là tình yêu thương. Cái đấy là đang yêu bản thân mình, yêu con người của mình, thành ra không chấp nhận người khác khác mình. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Tình yêu thương và sự ân cần với người khác. Tình yêu thương ở trong lòng mà nếu không bày tỏ ra bằng hành động ân cần tiếp đón người khác thì cái đó chỉ là giả hình và đóng kịch thôi. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo.
Chúa yêu hết thảy anh chị em.